Đúng 7 giờ ngày mai, các vị phải có mặt tại đây, quần áo chỉnh tề, tươm tất. Ai make up thì make up, ai không make up thì sức kem chống nắng thôi. Mọi người ơi, chạy đi. Rồi em nhức đầu, em nhung mặt thôi sếp ơi. Anh ơi, lấy hồ sơ anh liệm anh trong này luôn vậy. Vũ, ra đây đi. Ôi kìa. Ê, sếp. Anh ơi. Vũ. Gì? Trời ơi, sao không làm đi tới đi lui hoài vậy, không tập trung được cái gì hết. Hai gái, khỏe không anh? Cũng không khỏe gì lắm em ơi. Em mệt. Dạ. Em không khỏe. À, kệ em nha. Ừ. Trời ơi, tác phong làm việc lúc nào chỉnh chu và tươm tất. À, cảm ơn sếp. Cố gắng phát huy lên nha. Dạ. Nha. Mọi người ráng lên nha. Đó, cứ giữ giữ cái tinh thần này, cố gắng. Đó, mình chơi kịp cái deadline. Gửi cho khách hàng ưng là một cái làm. Ta nói kỳ này là thưởng đậm nha. Trời ơi. Anh không biết á, tụi em là coi như là mấy bữa nay là cài điên đầu luôn, cài ngày cài đêm để ra được cái idea này á. Thì đó, anh biết mà, anh biết mọi người rất vất vả vì công ty. Cho nên là sau cái dự án này thì anh sẽ đãi toàn bộ ekip nhân viên trong công ty đi nghỉ dưỡng du lịch khách sạn 5 sao. Phải vậy. Tốt. Hay quá. Em phải cho cái thân già của anh nó phải được giải trí, em hiểu không? Chứ anh mệt lắm rồi. Ừ. Làm cái này xong mà nó cái deadline kỳ này xong mà nó dí. Thôi, đâu có thấy anh làm gì đâu, anh đi tới đi lui không à. Trời ơi em ơi, mấy em ở đây nó làm content em hiểu không? Dạ. Rồi đưa qua anh phải báo giá cho khách hàng. Trong đầu anh bây giờ toàn là con số không à. Em biết anh làm được mà. Hãy nghệ thuật hóa những con số đi anh. Dạ. Hãy làm sao để thuyết phục khách hàng mình đưa số nào ra là khách hàng gật đầu cái rập liền số đó. Đúng. Ráng lên nha anh. Rồi. Đừng có than mình đi resort làm sao phải không? Cố lên. Anh đến nghe nè, đi resort không phải mua cho em thấy cái bộ bikini mặc sexy gợi cảm được không? Có mấy bộ đồ bộ 150-170 đó, mặc đi em nha. Mặc đỡ đi, đừng có đua đòi xe xua. Và mọi người yên tâm, trong cái kỳ nghỉ dưỡng này anh sẽ tổ chức một cái cuộc thi nho nhỏ. Xem. Đi làm ở công ty rất là mệt rồi. Vậy mà mỗi lần đi chơi á, làm gì cho cắm trại, có gì tìm mật thư. Trời ơi, sếp ơi, công ty mình tìm khách hàng đã quá cực khổ rồi, nhức đầu lắm rồi. Đúng rồi, tìm mật thư gì nữa. Ông anh nghĩ đó là một cái cuộc thi để mà mình tăng cái khả năng đề kháng lên. Đề kháng nó mệt lắm rồi. Chết luôn á. Đúng rồi sếp. Có nằm buồn du lịch nè, chơi cái gọi là dựng lều trên cây. Nhưng trời ơi, nó mới dựng lều trên cây sao rồi mà... sao ngủ rồi học kỹ năng sinh tồn. Thả vô rừng vậy đó, chơi vô rừng cho một con dao rồi muốn sống sao trong 3 ngày. Trời ơi, đi du lịch cái gì mà khổ quá. Đúng rồi sếp ơi, kỹ năng sống mà mọi người sao vậy. Thôi rồi, thể theo ý kiến của số đông thì kỳ này là anh bỏ cái đó được chưa? Đó, đúng nghĩa là đi nghỉ dưỡng thôi, về đại gia. Đúng rồi nha. Nghỉ dưỡng. Dạ, tới nơi là coi như mình check in nhận phòng, xong mình ùa ra biển, mình tắm biển. Xong mình tắm mình mệt rồi đó, mình hơi tốn calo, cái mình lên mình nướng tôm hùm ăn. Tôm hùm. Rồi nghêu hai còi nè. Chiên rap. Anh phải ăn ốc bu hấp tiêu á. Anh ơi, resort 5 sao không có cái món bình dân như vậy được anh. Đang sang luôn. Vậy, ốc dồi dồi thôi anh. Cái dồi nó có nào nấy chà bá vậy nè. Anh đem theo. Ráng giùm nha. Ráng giùm xong cái job này rồi mình đi resort 5 sao liền. Dạ sếp. Cố lên. À, anh có điện thoại xíu. Dạ lôi nha anh. Dạ, chào anh, chào buổi sáng anh. Dạ, cảm ơn anh, em khỏe. À, dạ cái hợp đồng vừa rồi đó anh. Dạ, à, anh thấy sao ạ? À, mọi thứ ok hết anh hả? Dạ, em cũng đoán là vậy mà. Dạ, hy vọng là anh em mình sẽ có một cái hợp tác thật là... Dạ, rất happy, ok anh ha. Dạ, à sao? À, qua đây luôn anh hả? À, dạ, ok, không sao. Dạ, no problem, không có vấn đề gì hết. Dạ. Dạ mấy giờ anh qua được ạ? Ồ, chỉ vỏn vẹn trong khung giờ đó thôi anh hả? Dạ rồi, yên tâm. Dạ, tụi em lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp khách hàng mà. Dạ rồi, dạ, cứ đúng 7 giờ anh ha. Dạ rồi, chào anh. Dạ. Rồi, khỏe, có tin vui đúng không? Khách hàng qua đây đúng không? Mình khỏi đem content của mình qua bên kia trình bày. Đỡ quá. Hay quá, em hay á. Thôi là khách hàng trước khi muốn ký hợp đồng á, cái hợp đồng lớn nha. Rồi, khách hàng muốn là kiểu tham quan. Quan sát coi cái cách của mình làm việc như thế nào, tác phong làm việc của nơi mình ra làm sao. Ủa mà sếp, sao mình nghe
Nè em nghe nói sao mà hổng qua giờ nào mà tiễn mình qua 7 giờ tối tối mình ở lại đây mình cũng gần xong rồi sếp. Không, đâu phải 7 giờ tối. Chứ sao? 7 giờ sáng mọi người. Trời ơi, 7 giờ sáng tại vì khách hàng à. Giám đốc bên đó chỉ rảnh đúng khung giờ là từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Người ta làm mỗi phút là bao nhiêu tiền đó. Trời ơi, thời gian quý dữ lắm cho nên là cố gắng nha. Em bớt ngáp lại em. Hãy nghĩ tới 7 giờ sáng mai có mặt ở đây. Chỉnh tề và tương tất. Trời ơi, công ty mình lần nào làm việc cũng 9 giờ sáng mới bắt đầu làm việc mà 7 giờ em kêu qua đây làm vậy. Mọi ngày thì ông nói đi, nhưng mà ngày mai là mình phải tiếp khách hàng cực kỳ là VIP. Rồi. Tiếc là mấy bữa nay là tụi em thức đêm thức hôm là da dễ sừng sùi hết trơn rồi. Tiếc là vậy nhưng mà ráng giúp giùm anh ngày mai thôi. Thôi không giúp. On đi đê chỉ một ngày mai thôi. Không 7 giờ không giờ mà em thức dậy nổi đâu. Bây giờ mà thức dậy nổi luôn á. Chứ bây giờ em nghĩ sao anh đem tụi anh 2-3 giờ sáng mới làm xong. Nếu mà 7 giờ có mặt ở đây là mấy giờ mới có mặt là thức dậy rồi. Tôi không cần biết. Đúng 7 giờ ngày mai các vị phải có mặt tại đây, quần áo chỉnh tề tươm tất, ai make up thì make up, ai không make up thì xịt kem chống nắng thôi. Ở đây là phải tươm tất trong mắt của khách hàng, rõ chưa? Ai không có mặt tôi đuổi việc đó. Ok, anh lấy mấy bộ đồ bộ ra đi, sáng mai 7 giờ em mặc đồ bộ. Tôi chết, tôi thì chết rồi. Mọi người ơi, gì vậy? Trời đất ơi! Dậy đi! Dậy! Dậy đi! Chết vậy, rồi! Dậy đi! Dậy mọi người ơi! Cái gì vậy? Chủ ơi! Dậy đi! Cái gì vậy? Dậy đi! Trời ơi! Trời ơi! Vô 7 giờ mà! Dạ mọi người ơi! 6 giờ 50 rồi! Cái gì? Sếp còn 10 phút nữa mà! Ủa gì vậy mọi người? Tôi nói rồi! Đúng 7 giờ là người ta có tới! Bây giờ người ta tràn tới chiếc sảnh rồi kìa! Nãy giờ tôi nhờ bảo vệ là giữ chân ở dưới! Mọi người sao vậy? Tươm tất lên quần áo! Ủa mọi người không đi về luôn hả? Trời đất ơi! Trời đất! Anh đi ra giùm tôi có anh nhỏ! Ôi là trời, được khách hàng tới đây! Trời ơi, đây là cái công ty chứ không phải cái ổ đâu mà anh dọn ổ anh nằm vậy! Anh ơi, chết anh rồi! Vậy giờ sao? Ủa rồi mọi người đâu hết trơn rồi? Chết rồi. Ôi, sao vậy? Chết rồi. Anh ơi. Ôi chưa 7 giờ mà bắt ngủ đi, ngủ đi. Ôi mặt nè nè nè, mặt này vô dùng có. Ôi không có về thay đồ nó không có rinh vậy. Không biết rồi bây giờ giấu cái này làm sao nữa. Ôi trời. Tóc khe xấu che vậy đi. Trời ơi là trời. Để lấy hồ sơ ra tiếp khách. Mạnh ơi, mạnh dậy giùm tôi cái đi. Em chết rồi, em chết rồi. Trời ơi, chết đi, về nhà chết đi. Ở đây là chết tôi nè. Thôi dậy đi. Thôi em nhức đầu quá, em nhông mặt quá sếp ơi. Anh ơi, lấy hồ sơ anh liệm anh trong này luôn vậy. Vũ, ra đây đi. Mọi người ơi, ráng giúp đừng lấy tôi quỳ tôi lại mọi người luôn á. Qua đêm nay thôi, hãy nghĩ về những bữa ăn thịnh soạn ở bãi biển. Biển xanh cát trắng ở nơi resort 5 sao ráng giúp giùm em đi mà. Ôi giúp em rồi, ai ngủ giùm tôi anh. Trời ơi mọi người sao vậy? Sao tôi lúc nào cũng là người tiên phong, là người gương mẫu nè, mọi người hãy nhìn tôi đi nè. Mặc áo tôi cũng phải nghĩ tới dress code đây nè, thấy không? Thể hiện sự nồng nhiệt khi chào đón khách hàng. Bắt hai tay thì nó thường quá. Tôi đặt hai cái áo là 4 tay nè để chào đón khách hàng, thấy nồng nhiệt nghe chưa? Trời ơi tôi đang nghĩ luôn anh Vũ ơi. Anh ơi, lớn rồi anh sống trách nhiệm giùm em cái đi. Thôi bây giờ nè, tươi tỉnh giùm em cái đi. Anh sẽ luôn là người có trách nhiệm em, dạ, nhớ không? Đúng rồi, cố lên anh giúp em nha. Tươi tỉnh lên. Riêng ngày hôm nay, dạ, anh sẽ hứa với em. Dạ. Anh đi về nhà anh ngủ cho nó ngon. Gì vậy anh Vũ? Trời ơi, mà, trời ơi Mạnh ơi. Không, em hiểu sếp. Em sẽ không về nhà, đúng nhưng mà rồi. Ấy là nhưng là để giữ bộ mặt công ty em ra quán cà phê em ngủ xíu. Cái gì vậy? Okay, ngủ xíu rồi tỉnh đi vô liền. Nè! Nè! Nè tao nói cho mày biết nha. Nè có làm thì mới có lương, không làm thì đừng có giọng cái mỏ lên chìa tay ra mà xin lương nha. Trời đất ơi không làm mà tao đốt công ty. Không có tụi bay có chợ thì không có mở chợ dân tao. Ôi trời. Đi không gì đâu ông hà. Trời. Ngủ nhà ngủ đi. Anh cái con này nữa. Bây giờ thì bây giờ. Trời ơi đừng có la nữa. 100 triệu đô đó mấy má. Ủa là ơi. Có cái này thấy ghê hơn nè. Rồi nói đi về là về luôn nha trời. Trời. Ôi. Ôi ông Hai. Ông Hai quên lộn. Trời ơi. Anh đi vô đây đi. Vậy? Nói nghe nè.
đừng có la nữa. Không la sao được, tức quá mà. Đúng rồi, công an đứng đầy đường á rồi kìa. Ủa làm gì vậy, sao vậy? Trời ơi, sếp ơi, sếp ơi. Trời ơi, đòi bắt anh á, đòi đốt công ty luôn rồi kìa. Trời ơi, là sao? Xe cứu hỏa tới luôn rồi kìa. Cảnh sát xuống dưới này luôn kìa. La la quá, tưởng cả nhà rồi, nó kêu xe cứu hỏa đứng rồi kìa. Thôi, con Mạnh này nó lôi vậy, cái này ai đứng đầu vậy? Nó đúng không? Sếp, tự giải quyết đi nhau, đi 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 đi. Ê, mệt. Nè. Chừng một tháng đổ lại thôi, Năm sẽ có một cái chế độ tập thể dục để Năm giảm cân, để Năm có vòng eo chữ E. Hôm nay giảm được nhiêu rồi? 5kg. Năm người ra. Chị Năm ơi, người ta giảm cân để người ta đẹp hơn, còn chị giảm cân nhìn như cái xác chết trâu vậy. Cái xác chết trâu vậy.